Xin chào tất cả các bạn Chị đây rồi, chị là Hải Quỳnh Và rất vui được gặp lại các bạn Trong buổi livestream hướng dẫn Học tập hiệu quả cùng sổ tay văn học Buổi 2 Được chưa nào uhm. Chị đã thông báo với các bạn là 21h30 ngày hôm nay Chúng mình sẽ gặp nhau Xin chào những bạn nhỏ đầu tiên Xin chào Đỗ Ngọc Anh Xin chào Song Ca Rồi, rất là đúng giờ đúng không nào buổi ngày hôm trước thì uh, chị cùng với các bạn nhỏ đã cùng học tập hiệu quả với cuốn với bộ năm cuốn sổ tay văn học tập 1 đó là năm cuốn về năm tác phẩm thơ thì không biết là sau buổi ngày hôm đó đã có những bạn nào áp dụng theo cái cách mà chị hướng dẫn chưa <laughs> cảm ơn song ca cảm ơn em uh, sau buổi hôm nay song ca uh, nhắn tin cho chị để nhận phần quà bí mật nhá được chưa nào Xin chào Phúc Huy À buổi ngày hôm nay đã có nhiều bạn vào xem hơn rồi này Rồi Hôm nay chúng ta sẽ đến với một cái cuốn sổ tay văn học tập 2 Buổi trước là 5 cuốn sổ tay văn học tập 1 Thì ngày hôm nay chúng mình sẽ cùng bắt đầu với cuốn sổ tay văn học tập 2 Tuy nhiên thì trước khi bắt đầu thì chị muốn hỏi một chút đối với các bạn đó là sau cái buổi tuần trước đấy thì có nhiều bạn đã áp dụng cái cách học mà chị hướng dẫn hay chưa? Cái cách học mà chúng ta áp dụng khi học cuốn sổ tay văn học tập 1 và sau cái buổi hôm trước thì chị có nhắn nhủ với các bạn là hãy đọc ngay, đọc ngay, đọc thật kỹ cuốn Tây Tiến và cuốn Việt Bắc bởi vì đó là hai tác phẩm mà các em đang học trong nhà trường và tới đây sẽ là tác phẩm đất nước đúng không nào vậy thì đã có nhiều bạn áp dụng cái cách học đó chưa rồi chị uh, sau buổi hôm nay nhá sau hai buổi uh, phát trực tiếp thì chị sẽ có một cái bài viết và rất mong là tại đó các em sẽ chia sẻ cái cách học của mình và những cái thắc mắc mà các em vẫn còn vướng phải khi mà học cái cuốn sổ tay văn học để team chị Hiên có thể giải đáp ngay cho các em nhé và sẽ cải thiện hơn và sẽ chú trọng hơn trong những cái buổi phát trực tiếp lần sau được chưa nào đặc biệt là trong những buổi như thế này thì hãy tích cực tương tác để chị biết được là các bạn nhỏ đang gặp khó khăn tại đâu bởi vì đọc sách thì có mỗi người có một cái cách khác nhau ờ, cách chị hướng dẫn chỉ là một cái định hướng để các bạn tham khảo để chúng ta không bỏ qua bất cứ một cái phần kiến thức nào được cung cấp ở trong cuốn sổ tay văn học cả các em nhé Ừ, rồi. Hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu với cuốn sổ tay văn học tập 2. À, nhưng mà như chị đã thông báo là để học buổi hôm nay thì chúng mình cần phải chuẩn bị. Đó là cuốn sổ tay văn học tập 2. Đây. Được chưa nào? Cuốn sổ tay văn học tập 2. Những câu chuyện cuộc đời không quên. À, vậy thì trước khi bắt đầu chúng mình có một cái bài kiểm tra nho nhỏ nhá để chị biết được là các bạn có đang cầm trên tay cuốn sổ tay văn học này không được chưa nào vậy thì yêu cầu của chị là gì các bạn lắng nghe nhé các em hãy dở trang 47 của cuốn sổ tay văn học tập 2 và các bạn hãy bình luận lần lượt mỗi bạn để lại bình luận về một câu ở trong cuốn sổ tay văn học tập 2 trang 47 các em nhé. À rồi Thanh Thủy lát nữa chị sẽ giải đáp nhé. Được chưa nào? Chị đang yêu cầu các bạn đó là nếu như bây giờ các em đang cầm trên tay cuốn sổ tay văn học tập 2 đúng không? Chị muốn biết là các bạn có chuẩn bị đầy đủ cái học liệu ngày hôm nay hay không? Vậy nên là các em hãy dở sách, dở cái cuốn sổ tay văn học này tập 2 trang 47. Mỗi bạn hãy để lại bình luận một để lại ở phần bình luận một cái câu thơ nối tiếp nhau nhá. Bạn sau nối tiếp bạn trước một cái câu thơ ở trang 47 bật mí trước là trong đó trang đó là có một bài thơ vậy nên các em hãy bình luận một cách nối tiếp để chị biết được bài thơ đó là gì nhá được chưa nào nhanh tay nhanh tay nếu như các em không có cái cuốn sổ tay văn học này trong buổi hôm nay thì uh, chúng ta sẽ lãng phí mất gần một giờ đồng hồ chỉ ngồi nghe không mà không thực hành luôn thì rất là lãng phí vậy nên là chị rất mong các bạn đã chuẩn bị rồi Vậy thì hãy bình luận cho chị biết để hoàn thành cái bài kiểm tra nho nhỏ này trước khi buổi học ngày hôm nay chúng ta bắt đầu nhá. Đấy chưa nào? Trang 47, cuốn sổ tay văn học tập 2. Ô không ai bình luận là chị sẽ không bắt đầu buổi ngày hôm nay đâu. Xin chào hàng Nga. Rồi. Thì rất mong là chúng mình sẽ vừa học những buổi như này, vừa cầm trên tay cuốn sổ tay văn học để để gọi là thực chiến luôn đấy để chúng mình áp dụng luôn những cái cách học mà chị định hướng để xem có phù hợp hay không nó cái cách học của chị nó có tương đồng với cách học với những cái mà các bạn mong muốn hay không và có những góp ý nào thì chị cũng rất mong là các bạn sẽ để lại ngay trong phần bình luận này được chưa nào dở sách dở cái cuốn sổ tay văn học tập 2 trang 47 và nối tiếp các bạn để lại bình luận về cái bài thơ ở trong trang 47. Ấy. Để chị biết được là các em có đang cầm trên tay cuốn sổ tay văn học hay không. Rồi, bạn xong ca bắt đầu rồi này. Nào, tiếp tục tiếp tục. Tiếp tục nào. Rồi vậy là xong ca và Nguyễn Trang đang cầm trên tay cuốn sổ tay văn học rồi được chưa nào? Cảm ơn các em. Tiếp tục nào. <laughs> Hằng Nga bắt đầu cùng với chị với cái bài kiểm tra nho nhỏ này nào. Rồi. Ừ thì ta nhất định cứ liều cùng nhau. Nắm tay nhau vượt qua ngàn sóng gió, gì nữa nào trang 47 cuốn sổ tay văn học tập 2 các em nhé chị cũng chắc có lẽ là sẽ có một vài bạn ngày hôm nay mới là lần đầu tiên dở đến trang 47 của cuốn sổ tay văn học tập 2 vì chị biết là bây giờ các bạn đang tập trung vào học thơ các tác phẩm thơ trong chương trình Ngữ văn lớp 12 ở trên lớp đúng không? Thì có thể là những tác phẩm văn xuôi chúng mình chưa đọc đến. Nhưng mà hôm nay chị sẽ cung cấp với các bạn cái cách học hiệu quả cùng với cuốn sổ tay văn học về ba về bốn tác phẩm văn xuôi các em nhé. Ô có mỗi bạn Song ca với cả bạn Nguyễn Trang bình luận này. Chị đang yêu cầu các bạn trong một cái bài tập nhỏ đầu buổi đó là các em hãy dở trang 47 của cuốn sổ tay văn học tập 2. Bình luận nối tiếp mỗi bạn một câu về cái bài thơ ở trong trang 47. Được chưa nào? Hiện tại mới có bạn Song Ca và bạn Nguyễn Trang đang tham gia cái bài tập nho nhỏ này của chị thôi. Nếu như mà không có ít nhất là mời bạn tham gia thì rất khó để chúng ta có thể bắt đầu ngày hôm nay Được chưa nào? Sổ tay văn học mua về là để đọc, để học, không phải để ngắm nha Được chưa? Các bạn đọc hết bạn Song Ca và bạn Nguyễn Trang đọc hết cả bài thơ rồi này. Mà hiện tại vẫn không có không có nhiều bạn uh... các em chưa dở được cái quyển sách đấy à? Chị thông báo rồi. Chúng mình phải chuẩn bị cuốn sổ tay văn học tập 2 cho buổi học ngày hôm nay. Được chưa nào? À rồi, vậy là uh, có thể là trong cái khoảng thời gian này bây giờ cũng là cuối tuần cũng có thể các bạn đang bận học những cái môn khác hoặc là chúng mình đang có cái khoảng thời gian để để giải lao ở cuối tuần đúng không? Vậy nên là thôi được rồi, chị cũng rất vui rất mừng là đã có những bạn cùng đồng hành với chị trong buổi học ngày hôm nay. Cảm ơn Song Ca, cảm ơn uh, Nguyễn Trang được chưa nào? <laughs> Sao lại chị mở ra em xem với? Chị đã bảo là phải chuẩn bị cơ mà. Đến bây giờ chị sẽ công bố đáp án nhá. Trang 47 của cuốn sổ tay văn học tập 2, được chưa? Tại sao chị lại yêu cầu là trang 47? Ở đó có một cái bài thơ rất là hay. Đây. Được chưa? Trang 47. Đây. Đây là phần cuối của một cái bài thơ mà chị Hiên đã phóng tác từ tác phẩm Vợ nhặt Được chưa nào? Bài thơ có tựa đề là Chúng mình cứ như thế. Và bạn Song Ca và bạn Nguyễn Trang đã cùng bình luận với chúng ta để lại những bình luận về những cái câu thơ này, những câu thơ cuối của bài thơ đó. Được chưa nào? Và ngày hôm nay thì chào mừng các em chúng ta sẽ cùng bắt đầu học tập hiệu quả cùng với cuốn sổ tay văn học tập 2 với tựa đề là Những câu chuyện cuộc đời không quên. Được chưa nào? Và uh, nếu như mà bạn nào đã cùng xem với chị cùng học với chị trong cái buổi 1 vừa rồi thì các em đã nắm được bốn cái bước cơ bản để chúng ta học tập với bộ sổ tay văn học rồi đúng không nào? Tuy nhiên thì ngày hôm nay sẽ có một chút những cái lưu ý khác hơn bởi vì chúng ta sẽ bắt đầu bước sang thể loại văn xuôi, bước sang văn xuôi. Được chưa nào? Và cuốn sổ tay văn học tập 2 này, nếu như bạn nào đọc rồi sẽ biết là trong cuốn sổ tay văn học tập 2 sẽ gồm kiến thức của bốn tác phẩm văn xuôi, thứ nhất đó là trí phèo, thứ hai là tác phẩm vợ nhặt, thứ ba là vợ chồng a phủ và cuối cùng là một tác phẩm kịch đó là hồn trương ba ra hàng thịt, được chưa nào? Ừ, vậy thì học cái cuốn sổ tay văn học này như thế nào? Các em khi cầm trên tay cuốn sổ tay văn học tập 2 chúng mình có có một chút nào băn khoăn về cái tựa đề mà chị Hiên đã đặt không? Những câu chuyện cuộc đời không quên và chị tin là đây cũng chính là lý do mà chị Hiên đã xếp bốn cái tác phẩm văn xuôi này vào trong cùng một cuốn sổ tay văn học bởi vì sao ạ bởi vì bốn tác phẩm văn xuôi đó là Chí Phèo này vợ nhặt vợ chồng A Phủ và một cái vở kịch đó là Hồn Trương Ba Gia Hàng Thịt ba tác phẩm văn xuôi và một tác phẩm kịch uh, qua Bốn cái tác phẩm này chúng ta đều thấy hiện lên và điều cần nhấn mạnh nhất ở ba tác phẩm này à bốn tác phẩm này đó là hình tượng những nhân vật đúng không? Vậy nên tựa đề của cuốn sổ tay văn học đó là những câu chuyện cuộc đời không quên. Chúng ta sẽ cùng tập trung vào uh, cách mà chị Hiên cảm nhận và phân tích hình tượng các nhân vật về cuộc đời của họ. Về Trước tiên là về ngoại hình về tính cách và cái điều mà họ để lại ấn tượng trong lòng bạn đắm nhất đó chính là về cuộc đời và vẻ đẹp tâm hồn của họ, được chưa nào? Ừ, vậy thì cùng ôn lại một chút nhá. Với cái buổi đầu tiên như vừa rồi thì chị cũng đã nêu ra bốn cái bước cơ bản để chúng mình học bộ sổ tay văn học rồi đúng không? Bước 1 là gì nào? Bước 1 là điều mà chị vẫn luôn nhấn mạnh với các bạn nó không nằm trong cuốn sổ tay văn học này đâu nó nằm ở trong chính cái cuốn sách giáo khoa của chúng mình đó là đầu tiên hãy nhớ giúp chị nhé đầu tiên kể cả học tác phẩm thơ hay là đặc biệt hơn nhé <laughs> đặc biệt hơn đó là những tác phẩm văn xuôi thì chúng mình cần làm gì ạ một cái bước rất là đơn giản nhưng mà chị mong không phải vì đơn giản mà có những bạn nhỏ sẽ bỏ qua bước này đó chính là đọc tác phẩm cũng không nói quá đâu khi mà có những bạn chỉ cần đọc tác phẩm thôi, đọc nhiều lần đọc đi đọc lại mà các bạn nên đã cảm được những cái nội dung rất hay của tác phẩm đó. Chúng mình tuyệt đối không được bỏ qua bước này nhé. Chúng ta không được phép đọc tài liệu trước khi đọc tác phẩm. Hãy đọc tác phẩm trước, được chưa nào? đọc tài liệu tham khảo sau khi đã đọc tác phẩm rồi. Bởi vì sao ạ? Bởi vì ngay cái thời gian chúng ta đọc tác phẩm, ngay sau khi chúng ta đọc tác phẩm thì chị tin là kể cả chúng ta đã có vốn kiến thức về văn học nhiều hay là ít, độ cái sự cảm nhận văn học nó ở mức độ nông hay là sâu thì nhất định chúng mình cũng có những cái cảm nhận ban đầu Đó là những cái cảm nhận ban đầu về tác phẩm. Tất nhiên là chị biết, chị tin là tất nhiên khi chúng mình đọc Trí Phèo, chúng mình biết được cái nhân vật chính của tác phẩm đó là gì. Nhà văn đã khắc họa cái nhân vật đó trong, trong suốt những cái chặng đường, những cái chặng đường, những cái bước đường trên cuộc đời của nhân vật đó như thế nào. Và chúng ta thấy được nhân vật đó có mặt ác và cũng có mặt tốt, đúng không? Đó là những cái cảm nhận ban đầu thôi, nó rất là nó không phải là quá sâu xa hay gì nhưng nhất định chúng mình sẽ có được những cảm nhận ban đầu đấy và nó sẽ giúp chúng ta nếu như chúng mình không chủ động đọc tác phẩm trước mà lại đọc tài liệu trước thì văn của chúng ta rất dễ bị động, có nghĩa là bài này thì nhất định phải cảm nhận theo hướng này. Được chưa nào? Chúng mình bỏ quên hoàn toàn cái khả năng văn học ngay từ đầu của mình. Nó Dần dần nhá, các em quen với cái cách đọc đó là học đọc tác phẩm. Đọc một lần chưa hiểu thì sẽ học đọc nhiều lần, được chưa? Dần dần chúng mình sẽ hình thành nên những cái kỹ năng ban đầu để cảm nhận văn học. Những tài liệu hay là những bài phân tích hay sâu sắc thì nó cũng đều xuất phát từ cảm xúc từ suy nghĩ của người viết khi họ đọc tác phẩm mà thôi. Vậy nên nhá, dù học tài liệu nào thì cũng ghi nhớ giúp chị đó là chính bản thân các em phải đọc tác phẩm. Được chưa nào? Đọc tác phẩm này và chị Hiên cũng có những cái phần uh, đọc truyện à không phải đọc truyện đêm khuya nhưng mà nó dưới dạng là cung cấp đến chúng ta những cái dẫn chứng ở trong tác phẩm thì các em có thể là lắng nghe cái phần đó vào mỗi buổi tối vào thời gian rảnh được chưa? Bởi vì chúng mình sẽ không đi đâu xa cả mà sẽ chỉ bám vào những cái chi tiết nghệ thuật những cái câu văn, những dòng văn, những hình ảnh, những nhân vật ở trong tác phẩm mà thôi. Được chưa nào? Vậy nên chị nhắc lại một chút về cái bước đầu tiên, bước này nó áp dụng cho tất cả các thể loại, tất cả các tác phẩm, tất cả các cuốn sách tài liệu mà chúng ta sẽ cùng đồng hành để học tập hiệu quả trong cái khoảng thời gian này các em nhé. Được chưa nào? Vậy thì đọc tác phẩm xong rồi, ghi lại những cái cảm nhận ban đầu rồi. Vậy thì bước thứ hai là gì ạ? cũng giống như học những cái tác phẩm thơ, cũng giống như học cái bộ sổ tay văn học tập 1. Đó là chúng ta sẽ bắt đầu tiếp xúc và bắt đầu đọc và học trong cuốn sổ tay văn học. Và cụ thể hơn thì ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với cuốn sổ tay văn học tập 2. để chưa nào? Chị vẫn lưu ý với các bạn đó là chúng ta có hai cái khoảng thời gian để chúng ta đọc và học trong cuốn sổ tay văn học. Đó là khoảng thời gian trước khi chúng mình học tác phẩm đó trên lớp và khoảng thời gian thứ hai đó là sau khi chúng mình đã học tác phẩm đó trên lớp. Được chưa? À, chúng mình đang học, có lẽ là các bạn đang học đến tác phẩm Việt Bắc ở trên lớp rồi đúng không? Vậy thì nếu như chưa học Việt Bắc thì chắc chắn giúp chị nhá là hãy đọc tác phẩm Việt Bắc sau đó đọc hết cuốn Sổ tay văn học về Việt Bắc đi Rồi chúng mình sẽ tự tin học tập ở trên lớp Được chưa nào? Bởi vì sao phải đọc và học trước khi lên lớp? Bởi vì thời gian ở trên lớp chúng mình không có nhiều Và các thầy cô dù rất là cố gắng và rất là tâm huyết Thì cũng rất khó để có thể truyền đạt hết đến các bạn Tất cả những cái chi tiết nhỏ nhất về tác phẩm Vậy nên uh, những cái kiến thức ở trên lớp nó ở cái mức độ đó là khái quát và uh, khái quát một cách đầy đủ nhất cho các bạn vậy nên nhá chúng mình từ ở nhà hãy đọc cái cuốn sổ tay văn học này để biết được là à cô giáo ở trên lớp đang nói đến ý này trong ý này thì bên cạnh bên cạnh cái ý lớn đó thì trong ý lớn nó có những cái ý nhỏ nào mà chị hiên đã giúp chúng mình phân tích rồi được chưa mỗi lần như thế chúng ta tự nhớ lại và tự ôn lại vậy thì sẽ không bao giờ có thể quên được kiến thức cả Nhắc đi nhắc lại nhiều lần là một cái phương pháp rất đơn giản Nhưng mà không dễ để thực hiện Nếu như bạn nào lười biếng đúng không? Nhắc đi nhắc lại thôi là chúng mình đã có thể ghi nhớ được kiến thức rồi Được chưa nào? Vậy thì với cuốn sổ tay văn học tập 2 này Chúng mình học bằng cách nào để hiệu quả? À, với mỗi cuốn sổ tay văn học Thì điều mà đặc biệt ở đây Và chị tin là đã chinh phục không ít các bạn Đó chính là cái phần phóng tác từ tác phẩm văn học, được chưa? Vậy thì đến với cuốn sổ tay văn học, chúng mình cũng hãy đầu tiên là nắm được bố cục của nó nhá. Đó là gồm kiến thức về bốn tác phẩm, được chưa? Bốn tác phẩm. Đó là gì ạ? Đầu tiên chúng ta có Chí Phèo của Nam Cao này. Thứ hai đó là vợ nhặt của Kim Lân. thứ ba đó là tác phẩm vợ chồng a phủ của nhà văn tô hoài này và cuối cùng đó là vở kịch một tác phẩm kịch hồn chương ba chị chị biết tắt nhá ra hàng thịt của lưu quang vũ được chưa nào nắm được bố cục của cuốn sổ tay văn học tập 2 rồi vậy thì chúng mình và cái cách học ngày hôm nay thì chị sẽ cung cấp đến các bạn đó là chúng mình sẽ áp dụng trong cả bốn cái tác phẩm này các em nhé ừ, chúng mình sẽ áp dụng trong cả bốn cái tác phẩm này và hãy cầm trên tay cuốn sổ tay văn học này để những phần nào để lấy dẫn chứng chúng mình sẽ nhờ sẽ dở ra và học được ngay áp dụng ngay để học nhá các em nhé vậy thì khi mở cuốn sổ tay văn học tập hai ra này điều đầu tiên lời ngỏ này thì ở cuốn sổ tay văn học nào cũng có rồi đúng không và đặc biệt là trong 3 tập, đó là tập 2, tập 3 và tập 4 Đó là những cuốn sổ tay mà chị Hiên gộp từ 3 đến 4 tác phẩm vào một cuốn Vậy nên này, sẽ có những cái trang, cả một trang là một cái hình ảnh để chúng ta uh, ngăn cách giữa các tác phẩm Được chưa nào? Đây đầu tác phẩm đầu tiên đó chính là tác phẩm Chí Phèo Và nhan đề mà chị Hiên đặt cho cái phần phân tích này đó là Hành trình tìm lại một con người Và đó cũng chính là phần nhan đề cho Những trang văn phóng tác từ tác phẩm Chí Phèo Hành trình tìm lại một con người, được chưa? <laughs> Chị tin là những cái phần phóng tác này đã chinh phục không ít các bạn nhỏ Bởi vì sao ạ? Và bởi vì sao các em nên đọc phần này? Bởi vì phần phóng tác này với bất cứ tác phẩm nào cũng vậy đó là một cái góc nhìn rất khác từ chị Hiên Một cái góc nhìn rất khác từ một bạn đọc đối với tác phẩm Có thể lâu nay chúng ta đang quen đi theo một cái lối mòn nhất định Thì với những phần phóng tác này là những cái cảm xúc rất thật Là những cái cảm xúc chân thành mà chị Hiên cảm nhận được sau khi đọc tác phẩm Những cái ấn tượng Đẹp đẽ mà chị Hiên có được sau khi đọc tác phẩm thì đã cung cấp đến các bạn thông qua cái phần phóng tác này. Được chưa nào? Uh, chị biết là những cái góc nhìn khác uh, trong văn học chẳng ai cấm đoán chúng ta có cái sự cảm nhận và liên tưởng được chưa nào vậy nên những góc nhìn khác đối với một tác phẩm văn học đã cũ chị tin nó sẽ là cái điều đặc biệt trong văn của các em tất nhiên là ban đầu chúng ta sẽ không thể có ngay được những cái góc nhìn khác mới mẻ sáng tạo và giàu giàu tính văn học nhưng hãy đọc những cái phần phóng tác này để có thêm cảm hứng để đến với tác phẩm Để biết là à thì ra là tác phẩm này bấy lâu nay bên cạnh những ý nghĩa mà chúng ta được học Những ý nghĩa mà chúng ta vẫn được nghe nói đến Thì chị Hiên lại có một cái cách nhìn rất là khác Ví dụ nhá, ví dụ như với nhân vật thị nở À rồi đây Thị nở, người phụ nữ đẹp nhất trong những tác phẩm của Nam Cao Rồi ạ thị nở một nhân vật chúng ta kể cả chưa đọc tác phẩm thì gọi là một cái nhân vật danh bất hư truyền đại diện cho những cái xấu xí nhất về mặt ngoại hình đúng không ai xấu xí một cô gái xấu xí hay vô duyên như thế nào người ta vẫn thường so sánh với thị nở nhưng ở đây thì chị hiên nhấn mạnh đến các bạn đó là thị nở đối với chị và chị tin là sau khi đọc phần này chúng ta cũng có đồng với quan điểm này đó là Thị Nở là một người phụ nữ đẹp nhất trong các tác phẩm của nhà văn Nam Cao. Ừ thì Thị có cái vẻ bề ngoài, có cái vẻ ngoại hình nó xấu xí, thô kệch đấy. Không ai dám đến gần nhưng chính cái con người xấu xí đó lại có thể cảm hóa được một con quỷ của làng Vũ Đại. Đúng không ạ? Vậy nên chị đang nói đó là chúng ta Đừng bỏ qua cái phần phóng tác từ các tác phẩm văn học này nhá. Chị tin là nó sẽ giúp chúng ta có thêm những cái niềm cảm hứng mới đối với tác phẩm văn học để trước khi đi vào phân tích tác phẩm thì chúng mình sẽ thấy được à tác phẩm này sẽ chắc chắn là sẽ còn rất nhiều những ý nghĩa hay và sâu sắc hơn nữa, được chưa? Nhớ chưa nào? Ờ à, các bạn đã đọc cuốn sổ tay văn học rồi thì bây giờ giao lưu một chút nhé các em ấn tượng nhất với cái phần phóng tác từ tác phẩm văn học trong tác phẩm nào mà chị Hiên đã viết? Ví dụ như là chị Hiên phóng tác từ tác phẩm Sóng này hay là chị Hiên phóng tác từ tác phẩm Tây Tiến hay Việt Bắc hay là những tác phẩm văn xuôi ví dụ như là Chí Phèo hay vợ nhặt hay là vợ chồng A Phủ nào? cùng giao lưu cho chị biết nha các em ấn tượng nhất với cái phần phóng tác nào mà chị Hiên đã viết nào có bạn nào mà bấy lâu không thích tác phẩm đó nhưng mà đọc phần phóng tác xong thì chúng mình có thêm sự tò mò để tìm hiểu tác phẩm đấy theo một cái hướng khác chăng cùng chia sẻ với chị biết nào rồi Ừ rồi các bạn có đang lắng nghe không bây giờ uh, chị muốn biết là các bạn ấn tượng nhất với cái phần phóng tác nào những cái phần mở rộng nào những cái phần mà học văn từ một góc nhìn rất khác của chị hiên trong tác phẩm nào thì có thể chia sẻ với chị biết không rồi buổi phát trực tiếp là để muốn tương tác trực tiếp với các bạn nhiều bạn yêu cầu cái phần này lắm nhưng mà có lẽ là thời gian đầu thì chúng mình chưa quen chưa sắp xếp được lịch đúng không vậy nên là bây giờ không có nhiều bạn không có nhiều bạn tương tác nhưng mà không sao chị vẫn sẽ để lại cái phần uh, phát trực tiếp này để các bạn có thể xem lại nhưng mà rất mong là uh, chúng mình sẽ cùng mỗi tuần sẽ bỏ ra một cái khoảng thời gian nhất định vào tối thứ bảy thôi để có thể đồng hành cùng với nhau. Bởi vì biết đâu là uh, chúng ta trong cái quá trình học như thế này chúng ta sẽ có cùng nhau tìm ra những cái thắc mắc mới này, những cái vấn đề mới để cùng trao đổi, được chưa nào? Rồi vậy thì bây giờ nhá, sau khi học cái phần phóng tác đây, trong cái bước hai lớn này học sổ Tay văn học tập 2 đầu tiên chúng mình đọc cái phần phóng tác này. Được chưa? Thứ hai là sao ạ? À? Bước thứ hai là gì ạ? À? Bước thứ hai là một cái bước quan trọng nhất và có lẽ các bạn cũng đợi chị từ nãy đến giờ đúng không? Đó chính là chúng ta học kiến thức nền. Được chưa nào? học và đọc đọc và học kiến thức nền kiến thức nền ở đây là gì ạ đó là phần kiến thức phần chính ở trong mỗi cuốn sổ tay văn học đó chính là với mỗi tác phẩm nhé chị hiên đều tách giúp chúng mình tách riêng ra đó là phần về tác giả tác phẩm này đề chưa nào? Tác giả tác phẩm, tác giả tác phẩm. Đó là với một tác phẩm nhá, ví dụ như là về nhà văn Nam Cao, đúng không? Về nhà văn Nam Cao này. Được chưa? Chương 1. Khái quát về tác giả Nam Cao. Một bên chị Hiên trình bày với chúng ta dưới dạng đó là một cái bảng, được chưa nào? Bên này cái phần bảng nhỏ nhỏ thế này này. Được chưa nào? Nó là phần kiến thức về quê quán về năm sinh năm mất những cái kiến thức cơ bản nhất về tác giả. Và chúng mình sẽ chú ý hơn ở cái phần bảng rộng hơn, đặc biệt sẽ đọc qua về phần cuộc đời nhá. Và trong phần sự nghiệp sáng tác thì với tác giả nào cũng vậy, chị cũng nhấn mạnh với các bạn đó chính là chúng mình phải ghi nhớ phần kiến thức về phong cách nghệ thuật. Đó là cái riêng của từng tác giả một. Và bài viết của chúng ta sẽ được đánh giá rất là cao khi mà chúng mình biết được, am hiểu được, nắm được những cái đặc điểm riêng, những cái phong cách riêng trong từng ngòi bút, trong từng cái tư tưởng của từng tác giả một, đúng không? Vậy nên ghi lại ở đây một chút, đó là chúng mình sẽ đặc biệt chú ý đến phong cách phong cách của tác giả nhé. Được chưa nào? Và đọc cuốn sổ tay văn học tập 2 này Thì nếu như bạn nào đã đọc rồi Sẽ biết được là phong cách của Nam Cao Chúng mình sẽ chú ý đến gì ạ Đó chính là phần Đây, về giọng văn chẳng hạn Phong cách của Nam Cao Là một cây bút văn xuôi rất là lớn ờ, Ông có sự nghiệp văn học Đồ sộ Và có cái khối lượng tác phẩm Là một nhà văn đại diện Cho cái tư tưởng nhân đạo trong văn học Việt Nam hiện đại Đúng không? Vậy nên là về phong cách của nhà văn nam cao nếu như viết chi tiết ra thì rất là dài và chị hiên đã giúp chúng mình tóm tắt lại ở những cái ý chính được chưa chúng mình có thể đặc biệt để ý đến đó là về giọng văn của nhà văn nam cao giọng một cái giọng văn mà khi đọc đến tác phẩm của nam cao chúng ta biết được à đây là phong cách của nhà văn nam cao nó không giống với ngô tất tố cũng không giống với những nhà văn khác cùng thời đó là một cái giọng văn như thế nào ạ Bên ngoài thờ ơ, dựng dưng, lạnh lùng, sắc bén, còn bên trong thì vô cùng ấm áp và chan chứa yêu thương. Đó là một giọng văn giàu tính triết lý, trữ tình nhưng lại rất sắc lạnh. Đúng không nào? Đó là về nhà văn Nam Cao. Sang đến tác giả Kim Lân thì sao? Cách mà chúng ta lấy được cái ý chính về phong cách nghệ thuật của nhà văn Kim Lân thì sao ạ? Đây. Được chưa nào? về nhà văn kim lân cũng là một cái bảng mới ở đây phong cách nghệ thuật của nhà văn kim lân một ý nhỏ mà chúng ta có thể ghi nhớ đó chính là một giọng văn nhẹ nhàng gần gũi đôn hậu nhưng vẫn rất sâu sắc ý nhị có lối kể chuyện rất là duyên dáng và đời thường hay là đến với tô hoài thì sao ạ cùng giải tiếp cùng với chị đến với nhà văn tô hoài nhá Được chưa nào? Đến với tác phẩm Vợ chồng A Phủ. Nhìn với nhà văn Tô Hoài. Sự nghiệp sáng tác rất là dài đúng không? Được chưa nào? Thì đối với nhà văn Tô Hoài, đây. Đó là về phong cách nghệ thuật của nhà văn. Vậy là trong phần tác giả tác phẩm, đối với mỗi tác giả chúng mình hãy chú ý đến phong cách nghệ thuật của tác giả đó các em nhé. Được chưa nào? Về tác phẩm thì sao ạ? Về tác phẩm thì chúng mình sẽ chú ý đến hoàn cảnh sáng tác. Đấy chưa nào? Hoàn cảnh sáng tác của tác phẩm. Đó. Đọc thì chúng mình cũng không chỉ là đọc qua, đọc lướt mà hãy đọc để nắm được những cái ý chính, những cái phần nào chúng mình cần nhấn mạnh. Về tác giả thì nhấn mạnh về phong cách của tác giả, về tác phẩm thì nhấn mạnh đến hoàn cảnh sáng tác của tác phẩm. Được chưa nào? Ý đầu tiên trong cái phần học kiến thức nền các em nhé. Ý tiếp theo khi học kiến thức nền cũng là cái phần quan trọng nhất đối với các tác phẩm văn xuôi và với bốn cái tác phẩm trong cuốn sổ tay văn học tập 2 này thì sao ạ? Chúng mình sẽ đặc biệt chú ý đến cốt truyện và nhân vật như chị đã nói lúc đầu đó chính là lý do mà chị hiên xếp bốn cái tác phẩm này vào trong một cuốn tập hai đó chính là bốn tác phẩm đều nhấn mạnh khắc họa những cái cảnh ngộ những cái cuộc đời được chưa? Vậy nên tiêu đề của cuốn hai đó là những câu chuyện cuộc đời không quên. Vậy thì để làm thế nào để học tốt cái phần này? Làm thế nào để học tập được hết những cái kinh nghiệm mà chị hiên truyền lại ở trong cuốn sổ tay văn học? đặc biệt chú ý giúp chị là trong cuốn sổ tay văn học này chúng mình không chỉ có kiến thức mà ở đó còn là kỹ năng mà chị hiên đã sử dụng để chúng mình có thể học tập được trong quá trình viết văn và cảm nhận các tác phẩm văn học các em nhé đến với phần học kiến thức cụ thể ở trong từng tác phẩm phần phân tích tác phẩm thì chúng mình sẽ chú ý đến cốt truyện và đặc biệt hơn đó chính là nhân vật cái này thì tất nhiên là nó sẽ đặc trưng trong các tác phẩm văn xuôi rồi, đúng không? Không thể là đặc trưng trong các tác phẩm thơ được. Vậy thì với các tác phẩm văn xuôi thì sao ạ? Đặc biệt trong bốn cái tác phẩm này, trong bốn tác phẩm của cuốn sổ tay văn học tập 2, hãy ghi nhớ giúp chị, đó là chúng mình phải vừa đọc và vừa có một cái sản phẩm khác song hành đó chính là hoặc là cuốn cuốn sách giáo khoa của chúng ta hoặc là cái bộ uh, thẻ ghi nhớ văn học mà chị hiên đã giúp chúng mình tổng hợp lại những cái dẫn chứng cần ghi nhớ những cái dẫn chứng cần thiết để sử dụng khi phân tích tác phẩm được chưa chúng ta không thể đọc tài liệu mà tách rời những dẫn chứng được vậy nên để học phần cốt truyện và nhân vật ở trong mỗi tác phẩm thì hãy có cuốn sách giáo khoa bên cạnh hoặc là bộ Ờ, Thẻ ghi nhớ văn học các em nhé Để chúng mình biết được là chị Hiên đang Phân tích phần này là đang phân tích Cái những cái dòng dẫn chứng nào Đang viết về nhân vật chàng Vậy thì cũng phải biết được là viết về chàng Ở trong giai đoạn nào Khi mà chàng đang trên đường về nhà Hay là chàng đang Đang ở, đang lưng lưng trong Cái buổi sáng hôm sau, buổi sáng đầu tiên có vợ Đúng không ừ. Và để biết được Khi mà nắm được dẫn chứng rồi Thì chúng mình sẽ học tập được những cái gì ạ tất nhiên là cái cách phân tích của chị hiên đúng không và khi mà đọc những cái phần phân tích đó này cái kỹ năng khi chúng mình đọc cuốn sổ tay văn học hay là đọc bất kỳ một cái tài liệu văn học nào đó chính là cái kỹ năng phải xác định được ý chính của từng đoạn văn nhỏ phân tích hãy gọi tên các em hãy đọc và gọi tên được cái tiêu đề nếu như phải đặt tiêu đề cho đoạn văn đó thì chúng mình sẽ đặt tiêu đề là gì bởi tiêu đề đó sẽ chính là nội dung chính của cái đoạn văn đó uhm, Đây, trong cuốn sổ tay văn học nhá Chị sẽ lấy ví dụ để các bạn hiểu rõ hơn Đấy chưa nào Đợi chị một lát nhá Đây rồi À, với... Trong cuốn sổ tay văn học này chị đang dở đến trang thứ 57 Đó là phần vấn đề 2, vấn đề 3 trong tác phẩm Vợ nhặt của nhà văn Kim Lân. Vấn đề 2 và 3 này, phân tích tình huống truyện của truyện ngắn vợ nhặt và diễn biến tâm lý của các nhân vật. Vậy là trong phần này, trong những cái đoạn văn sau này của cái phần đó sẽ gồm hai ý chính đó là phân tích về tình huống truyện này và cái thứ hai là diễn biến tâm lý của các nhân vật. Và trong cái bộ uh, phiên bản mới này thì chị Hiên đã giúp các bạn có những cái bảng thống kê trước, những cái bảng khái quát trước khi vào phần phân tích cụ thể đó là những cái luận điểm mà chị Hiên đã triển khai trong những đoạn văn sau này đây ví dụ nhá trong vấn đề 2 vấn đề 3 đó là những cái luận điểm mà chị Hiên đã triển khai thứ nhất giải thích khái niệm tình huống chuyện thì đây được chưa nào đó hay là luận điểm 2 đó là làm rõ vấn đề tình huống chuyện trong chuyện ngắn vợ nhặt và những cái ý những cái luận cứ tiếp theo đúng không nào đó chúng mình đọc cái phần bảng này trước sẽ hiểu được cái cách mà chị hiên triển khai ý như thế nào trong các cuốn sổ tay văn học và chị đang nói đến đó chính là đọc mỗi đoạn văn các em hãy gọi tên được cái nội dung chính của đoạn văn đó nếu như chúng ta phải đặt tiêu đề cho đoạn văn đó thì chúng ta sẽ đặt tiêu đề là gì ạ coi như chúng ta tóm tắt lại cuốn sổ tay văn học này thì chúng ta sẽ đặt tiêu đề cho những cái đoạn văn đó là gì vậy nên làm thế nào để xác định được nội dung chính không có cách nào khác đâu tất nhiên là chúng mình sẽ phải đọc rồi nhưng đọc thì sao ạ? Tất trong những phần phân tích này thì sẽ là lần lượt xin sẽ đưa ra những cái dẫn chứng và cảm nhận về những dẫn chứng đó. Dẫn chứng thì sẽ được cho bằng ngoặc kép trích nguyên ở trong tác phẩm và những phần sau đó là những phần phân tích và cảm nhận về dẫn chứng đó. Được chưa nào? Và nếu như các bạn thắc mắc là trong các phần phân tích này dài quá, em không hiểu là đây là phần này chị viết ý gì? Chị có thể uh, có một cái dàn ý rõ ràng hơn không? Uhm, không khó đâu, nếu như các bạn đọc nhá Chị sẽ lấy ví dụ trong cái phần diễn biến tâm trạng của chàng Hiểu chưa? Rất là dài Mấy trang liền Đúng không? Không có cái phần uh, bôi đen hay là in đậm ở đằng trước Qua chàng rồi là đến nhân vật vợ nhặt Vậy thì chúng mình phải học phần này như thế nào ạ? nếu như đọc và có kỹ năng đọc các em sẽ biết được là trước tiên trong cái đoạn văn rất dài đầu tiên này đúng không ừ, có một cái cách viết rất là phổ biến trong cuốn sổ tay văn học này đó chính là cái cấu trúc viết tổng phân hợp đó cũng là một cái cấu trúc tối ưu để chúng mình sử dụng trong quá trình viết văn trước tiên là sẽ khái quát trước nội dung của đoạn văn đó sau đó là triển khai và cuối cùng thì tóm gọn lại được chưa vậy thì Đọc câu đầu tiên, chàng, nhân vật chính trong câu chuyện cũng là người trong cuộc việc bất ngờ có vợ khiến bản thân anh có sự thay đổi trạng thái cảm xúc liên tục. Câu văn đầu tiên, chị Yên đã nhắc đến đó là vai trò của chàng trong cái trong cái tác phẩm này. Đó là chàng là một nhân vật chính và cũng bởi vậy mà chúng mình cần phải nhấn mạnh nhất đối với nhân vật này đúng không? Và tiếp sau đó này, trong đoạn văn đầu tiên này khái quát để nhắc đến chàng, nhắc đến chàng rồi thì tiếp theo chị Hiên sẽ triển khai về đó là cái ý đó là về vẻ đẹp à không phải vẻ đẹp mà đó là đặc điểm ngoại hình bên ngoài của chàng, đúng không? Đặc điểm ngoại hình bên bên ngoài của chàng này, về cái cuộc đời của chàng, cái hoàn cảnh cái cảnh ngộ của chàng bây giờ như thế nào, cả một đoạn văn như thế này. Đúng không? Đây đầu tiên này chàng là một dân chàng là dân ngụ cư tầng lớp thuộc đáy xã hội lúc bấy giờ sống quạnh hiu cùng người mẹ già trong một xóm nhỏ tồi tàn bên mé sông đó là câu văn khái quát về cái cảnh ngộ hiện tại của chàng đúng không là người dân ngụ cư này có một cái cuộc sống không mấy khá khẩm gì cả chứ không muốn nói là nghèo khổ đúng không kiếp ngụ cư tuổi cực trăm bề khiến bản thân chàng cũng không nghĩ nhiều tới việc hôn nhân đối với anh việc có vợ quả thực là một sự bất ngờ đó, chúng ta đọc lướt để nắm được cái nội dung chính của từng đoạn. Đây, và phần bên dưới, bên cạnh cái cảnh ngộ như đó, như thế, thế nhưng đằng sau vẻ ngoài xấu xí thô cạch ấy lại là một trái tim của chàng trai nhân hậu, sống vui vẻ và chan hòa với mọi người. Tiếp sau này, đó chính là những cái dẫn chứng để chứng minh cho cái luận điểm đó chính là chàng là một chàng trai nhân hậu, sống vui vẻ và chan hòa với mọi người. Được chưa nào? À, cùng đợi chị một lát nhé. rồi và những đoạn văn tiếp theo thì sao ạ chàng sẽ à, tất nhiên là chị hiên sẽ không chỉ phân tích về ngoại hình của chàng này về cuộc đời của chàng mà còn là diễn biến tâm lý của chàng đúng không vậy thì ở mỗi đoạn văn trong một đoạn văn dài như thế này chúng ta làm thế nào để xác định được ý chính của đoạn văn đó đọc từ những câu văn đầu tiên trên đường dẫn vợ về nhà vậy là trong cả đoạn văn này chị hiên sẽ phân tích diễn biến tâm trạng của chàng trên đường dẫn vợ về nhà đúng không tiếp sau đó là những đoạn văn khi về đến nhà này sau đó là những đoạn văn về cảm xúc của chàng đầu tiên khi về đến nhà nhé khi gặp mẹ đúng không sau đó là buổi sáng hôm sau đó mặc dù không có tiêu đề nhưng chúng ta đọc từng đoạn văn chúng ta sẽ biết được cái bố cục và cái cách triển khai ý của chị hiên như thế nào và đó cũng là một cách để chúng mình học tập để chúng mình có thể áp dụng vào bài viết của mình đúng không đối với bốn cái tác phẩm văn xuôi trong cuốn sổ tay văn học tập 2 này uh, chúng ta nhấn mạnh hơn về mặt nhân vật về đặc điểm về vẻ đẹp của nhân vật thì những cách triển khai đó là một cách triển khai rất là tối ưu và chúng mình có thể áp dụng trong bài viết của chúng mình được chưa nào vậy là nhá trong phần đọc hiểu kiến thức nền của cuốn sổ tay văn học tập 2 thứ nhất chúng mình học về tác giả tác phẩm thứ hai đặc biệt nhấn mạnh về cốt truyện và nhân vật của cả bốn tác phẩm đó và thứ ba đó chính là chúng mình sẽ học tập được cái gì ạ chúng mình sẽ học được cái cách diễn đạt và mở rộng vốn từ Đấy chưa nào? Cách diễn đạt và mở rộng vốn từ bấy lâu nay chúng ta vẫn quen uh, đối với tác phẩm văn xuôi thì sẽ là liệt kê lần lượt những cái dẫn chứng ra rồi sau đó là qua đây chúng ta có thể thấy được rằng hay là qua đó thấy tác giả đã làm hiện lên vẻ đẹp gì đó rồi chưa đó là những cái cấu trúc câu rất là quen thuộc rồi nó không sai nhưng nếu chúng ta cứ áp dụng đi áp dụng lại những cấu trúc câu đó trong bài viết của mình thì nó dễ gây cái sự nhàm chán vậy nên điều mà chúng ta học được tiếp theo ở trong những cuốn sổ tay văn học, đặc biệt là trong cuốn sổ tay văn học tập 2 đó chính là cái cách diễn đạt, làm sao để đưa dẫn chứng và phân tích dẫn chứng một cách uyển chuyển, nó không bị thô cứng và nó giàu cảm xúc hơn, đặc biệt đối với các tác phẩm văn xuôi, đúng không? đây, chị sẽ lấy ví dụ cho các bạn nhé, trở lại đằng trước với tác phẩm uh, Chí Phèo đi, được chưa nào? có một cái cấu trúc câu mà chị rất là ấn tượng khi mà đọc văn của chị hiên khi mà đọc các tài liệu của chị hiên chị có thể liệt kê ra đây một vài cấu trúc câu để chúng ta có thể học tập đó chính là thay vì chúng mình cứ viết uh, là uh, tác giả uh, ví dụ như là tác giả kim lân trong chuyện ngắn vợ nhặt của mình đã viết đấy thì chúng mình có thể viết được là tôi vẫn còn nhớ đúng không Nó vẫn là cùng một nội dung đó thôi nhưng mà cách diễn đạt khác đi nó cũng thấy được là chúng ta đang dần thay đổi rồi đúng không? Chúng ta đang có những cái cách diễn đạt rất là mới mẻ Chứ nó không còn tháo rộng như trước đây nữa Hay là chúng ta có một cái cấu trúc khác đó là dùng câu hỏi đúng không? Dùng câu hỏi này hay dùng cái cấu trúc câu là tôi vẫn còn nhớ, vân vân vân. Cái này thì chị xin phép là để cho các bạn sẽ tự sưu tầm khi mà chúng mình học và đọc trong cuốn sổ tay văn học các em nhé. Và cái cuối cùng, điều mà chị muốn lưu ý đến các bạn khi học cuốn sổ tay văn học tập 2 này đó chính là chúng mình đừng bỏ qua cái việc học cách liên hệ mở rộng. à không chỉ có ở trong các tác phẩm thơ đâu mà trong các tác phẩm văn xuôi đặc biệt là đối với những cái nhà văn lớn ví dụ như là nhà văn nam cao hay là nhà văn tô hoài chúng ta sẽ luôn có những cái sự đối sánh giữa các tác phẩm của ông đúng không vậy thì phần liên hệ mở rộng này đó chính là uh, cách mà chúng ta sẽ đưa những cái dẫn chứng trong các tác phẩm cùng của nhà văn đó nhưng đối với tác phẩm mà chúng ta đang phân tích thì nhà văn đó có cái điểm gì sáng hơn có cái um, uh, vẻ đẹp gì mà nó để lại ấn tượng sâu sắc đối với chúng ta đúng không nào không chỉ có văn không chỉ có tác phẩm thơ các em nhá thì các tác phẩm văn xuôi cũng có vậy thì trong cái cuốn sổ tay văn học này chị Hiên đã giúp chúng mình liên hệ rất là nhiều. Kể ra kể ra đây thì rất là thì nó nhiều lắm. Vậy nên là chị sẽ chú ý trước để các bạn khi đọc hãy ghi lại nhé, hãy chú ý những cái điểm mà chị đã cùng với các bạn lưu ý ở đây này. Hãy ghi nhớ để quá trình đọc của chúng mình không là một cái, một cái khoảng thời gian nó trôi qua vô ích. Chúng mình đọc chúng mình hiểu và cũng phải học tập nữa đúng không học tập những cái cách diễn đạt này cách mở rộng vốn từ này học cách liên hệ mở rộng đối với các tác phẩm văn xuôi đó đó là những cái lưu ý chị lưu ý đối với các bạn khi mà chúng ta đọc và học những kiến thức nền ở trong cuốn sổ tay văn học và có một cái bước thứ ba nữa chúng ta đến với bước thứ ba lớn đó chính là đến cái bước mình học phần tài liệu mở rộng Tài liệu mở rộng ở đây gồm có những gì ạ? Đó là mở bài mẫu này. Được chưa nào? Kết bài mẫu này. Nhận định này. Nhận định. Được chưa? Ba cái này. Nếu như trong cuốn sổ tay văn học các em chưa thấy thỏa mãn thì tất nhiên khi mà chúng mình có trong tay cả bộ sổ tay văn học thì đã có quà tặng đi kèm rồi đúng không vậy nên là đừng bỏ qua những cái phần quà nho nhỏ đấy các em nhé hãy tham khảo những cái mở bài mẫu kết bài mẫu và cả học thuộc cả những cái nhận định mà các em ấn tượng nữa để đưa vào bài viết của mình làm sao bài viết của mình có thể bên cạnh việc đi sâu đào sâu vào kiến thức nền của tác phẩm thì cũng có thể mở rộng để chứng tỏ rằng chúng ta cũng có những cái kiến thức văn học mở rộng nữa Vậy nên hãy học và học học tập nhé các em nhé. Học tập cách diễn đạt trong mở bài mẫu, kết bài mẫu và học thuộc những cái nhận định nữa. Đối với tác phẩm văn xuôi, nhận định về tác giả, nhận định về tác phẩm, nhận định về nhân vật. Nhá. Và bước cuối cùng, không thể thiếu được, rất là quan trọng, đó là luyện đề. Và trong cuốn sổ tay văn học này, ở phần cuối của mỗi tác phẩm, đều có những cái dạng đề những dạng đề thường gặp chúng ta sẽ uh, cùng luyện tập cùng viết những cái đề bài này các em nhé cùng làm những cái đề bài này để biết được là chúng ta đã nắm kiến thức đến đâu trước tiên có thể là viết bài sử dụng tài liệu nhưng dần dần hãy luyện tập khi viết bài có tính thời gian và độc lập không sử dụng tài liệu để mỗi lần viết bài như vậy chúng mình đã bỏ thời gian ra viết bài thì sẽ kiểm tra được là chúng mình đã nắm kiến thức đến đâu và khi đọc lại cũng biết được là mình còn thiếu sót chỗ nào để học kỹ hơn để học lại kỹ hơn sâu hơn đúng không để mỗi lần viết bài nó không trôi qua một cách vô ích nó không đơn thuần chỉ là mình tổng hợp lại tài liệu mà phải là văn của chính mình được chưa nào rồi vậy là trong buổi hôm nay chị cùng với các bạn đã đi Học những cái lưu ý cần thiết khi chúng mình đọc và học cuốn sổ tay văn học tập 2 Rất mong là với cách học này sẽ giúp các bạn định hướng dễ hơn trong quá trình đọc Để có thể có hiệu quả tốt nhất khi uh, có trong tay bộ sổ tay văn học Buổi ngày hôm sau chúng ta sẽ bước sang cuốn sổ tay văn học tập 3 các em nhé Vậy nên là uh, chị mong là buổi ngày hôm sau sẽ có nhiều bạn tích cực tương tác với chị hơn uh, Chúng mình học tập một cách tích cực hơn được chưa nào? Và ngày hôm nay thì rất vui rất cảm ơn các bạn đã cùng đồng hành với chị trong buổi tối ngày hôm nay, đã cùng chị lật lại những cái trang văn rất là hay rất là cảm động trong cuốn sổ tay văn học tập 2. Hẹn gặp lại các em trong những cái buổi học tập hiệu quả cùng sổ tay văn học trong những buổi sau các em nhé. Chúc các em ngủ ngon. Bye bye.